người, hôm nay mình sẽ đại diện cho Xe Vui Việt Nam và Waskar để giới thiệu về một chiếc xe mà bây giờ mình nhìn vô mình không biết đây là cái xe gì luôn, tại vì nó bung bét quá, nó nhiều cửa mở lên hết. Các bạn có biết đây là xe gì không? Thì đây là một cái xe điện, và để nói về xe điện thì mình phải mời một chuyên gia về xe điện tới đây. Đợi xíu, anh đi ra đây. Dạ, đây là anh chuyên gia xe điện. Anh hơi lớn tuổi xíu nhưng mà anh biết nhiều. Mình nói chậm chậm thôi nhé. Không, anh nói nhanh tí đi. Clip nữa. Ok, nói nhanh. Ok, tiến hỏi gì? Dạ, xe này tên gì? Tên gì? Đây. E-tron GT. Dạ. Hiệu Audi. Dạ. Rồi, xe này giá nhiêu anh? Giá thì vô vàn này. Giá vô vàn ở bên kia, bởi vì cái xe này là option, nó rất là đa dạng. Và nếu mà con này đã bán tại Việt Nam thì giá nó khoảng 5 tỷ 2. 5 tỷ 2 là 5 tỷ 2 là chưa giấy đó. Đương nhiên là chưa giấy, nhưng chưa mà giấy vấn đó. Đề em yên tâm đi, giấy con này rất là rẻ. Vì sao? Con này trong vòng 3 năm thì xe điện sẽ có giấy ký chức bạ bằng không. Trong vòng 3 năm có 20% tiền 20 triệu tiền biển nếu ở biển Sài Gòn. Biển Sài Gòn là 15 triệu hay 20 triệu nhỉ? Hình như 15 triệu phải, 15 hay 20 mọi người. Không rõ lắm, nhưng ở Hà Nội thì là 20 triệu. Nhưng Sài Gòn có thể là... Tức là nếu như mua một cái xe điện thì chúng ta sẽ chỉ tốn thêm 20 triệu tiền biển số. Biển số, chính xác, không làm cái gì cả. Vậy là vừa được lợi tiền xăng. Đúng. Không liên quan gì tới chuyện giá xăng đang tăng giảm. Chính xác. Vừa được khuyến khích mua bằng cách đó là không bị tính thuế trước bạ. Wow, lợi hại quá, nhưng mà 5 tỷ 2 thì cũng hơi bị chua á. Không chua lắm. Thực sự là không chua lắm, bởi vì mình bật mí cho các bạn là với một con như thế này, với con chia như thế này, nhưng nó mang một thương hiệu khác rất quen thuộc với các bạn, đó là Porsche Taycan. Rồi rồi, em biết xe đó. Thì nó khoảng độ 7 tỷ mấy đến 8 tỷ à? 7 tỷ mấy? Bây giờ con này đang hơi hơn. Trong khi đó, về mặt cấu hình thì con này không khác gì con kia cả. Chẳng qua, nó khác nhau ở cái logo và cái hình dáng của xe mà thôi. Và cũng chia sẻ với bạn luôn, thật ra thì chiếc Audi e-tron này và chiếc Porsche Taycan thật ra là nói là một thì hơi quá. Cùng một mẹ đẻ ra. Cùng một mẹ đẻ ra, đó, nói chung là về cơ bản thì nó giống nhau, nó khác cái logo với khác ngoại hình, khác nội thất, rồi khác hết luôn rồi còn gì nữa, có khác gì. Đúng rồi. Gì nó giống cái gầm. Giống cái gầm, nhưng mà có một cái nó khác. Nó khác nữa, đó là chính là cái quan niệm làm xe. Bởi vì tại sao lại như thế? Thế là Porsche luôn nói rằng Porsche là một hãng sản xuất xe thể thao. Cho nên chiếc Taycan họ định vị ở đây là một chiếc xe điện thể thao. Hay là một chiếc xe thể thao chạy điện. Tuy nhiên với Audi thì chiếc GT nó sẽ được được gọi là một chiếc Audi chạy điện. Một chiếc Audi chạy điện. Ok, Audi chạy điện. Rồi bây giờ mình sẽ lại đây mình xem xung quanh một cái xe điện thì nó hơi khác tí xíu. Ở chỗ này thường thường là một cái khoang động cơ nè. Thì hiện tại ở đây là không có cái khoang động cơ nữa. Đó, các bạn có thấy nó lạ không? Vì xe điện thì động cơ nó nằm ngay chỗ bánh luôn, đúng không anh? Chính xác. Thực ra là thế này. Hãy nhớ rằng nếu mà đây là một chiếc xe mà bạn sử dụng một cái platform, một cái body của một chiếc xe xăng thì các bạn sẽ không có cái hộc này đâu. Bởi vì sao? Bởi vì khi đấy nó không tối ưu được cái khoang này. Còn đây là một chiếc xe thuần sản xuất, thiết kế được thuần là điện, cho nên tất cả cái phần không gian nó được tối ưu nhất. Và cuối cùng thì nó còn chừa ra một cái cốp để các cái vật dụng như thế nào. Bên đây là chúng ta sẽ có bộ nè, bộ tự vá nè, cái này để tự vá đúng không anh? Đó, cái bộ tự vá đó sẽ được kết hợp với cả một cái này thế này. Bơm bánh xe. Bơm bánh xe, cái kia em có thể em đổ vào lốp và em dùng cái này em bơm lên thì nó sẽ tự vá. Đồng nghĩa chiếc xe này sẽ không có lốp sơ cua. Có nghĩa là nếu như mà xe này mà bị lủng bánh á, thì các bạn phải tự vá. Còn tự nếu vá. Nếu như các bạn ở bên Đức thì phải tự vá, còn ở Việt Nam thì các bạn cứ gọi cứu hộ chứ hơi đâu mà tự chia khổ anh. Cũng có thể thế, nhưng mà nếu mà các bạn đang ở một cái vùng sâu vùng xa nào đấy hoặc là một cái chỗ nào đấy các bạn không thể gọi được thì các bạn cứ tự vá đi. Tự vá đi. Lâu rồi em cũng không có tự vá xe anh. Có một cái. Thôi giấu đi, kỳ lắm. Ở đây đang có ở kỳ không? Kỳ lắm. Thôi, kỳ không? Kỳ. Nhưng không sao đâu vì cùng một mẹ mà. Các bạn có nhìn thấy gì không? Đây một bộ dụng cụ để có thể hỗ trợ làm những cái việc mà vá xe này hoặc là gì đó. Thì cái này nó
có cái chữ Porsche. Porsche ở đây này. Đó. Mình cũng đã từng nhìn thấy cái bộ này ở trên xe Taycan. Taycan. À, giống y hệt như này luôn. Có khi nào mà trên Porsche với trên chiếc xe này thì có logo nhưng mà qua những cái xe khác thì cũng cái hộp y chang về mà nhiều khi không có đóng logo. Chắc là cũng có đấy. Hoàn toàn có thể xảy ra. Hoàn toàn có thể xảy ra. Rồi, đóng lại. À, thêm một chi tiết nữa phải giới thiệu với mọi người, đây là cái bộ sạc tại nhà. Bộ sạc không phải gọi là sạc tại nhà như thế. Theo xe hả? Đều gọi là bộ sạc đi theo xe. Sạc theo xe. Bởi vì là cái bộ sạc này nó sẽ được để ở trong cái túi này. Và nó để ở trong cái cốp này. Yeah. Để các bạn đi xa, nếu trong trường hợp mà các bạn không tìm thấy trạm sạc thì các bạn có thể sử dụng nó để cắm điện. Đây, mở ra cho mọi người đó. Xem luôn. À, đây. Đây là gọi là đầu tai 2. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pin. Không. Cái này nó gọi là chuẩn tai 2. Chuẩn tai 2. Gọi là đây là bộ AC. Tại sao gọi bộ sạc AC thì đây là chuẩn tai 2. Thì chút nữa thì chúng ta sẽ nhìn trên cái cổng sạc ở trên xe nữa thì chúng ta sẽ có một cái chuẩn DC nữa. À, cái này là xài điện 220 luôn. Đấy, điện 220 mà. Và cái bộ sạc này là 11kW trên một cái xe này là tổng công suất bao nhiêu kW anh nhỉ? Dung lượng pin của xe này, đây là một phiên bản long range, đó là khoảng 94kWh. Rồi, 94 chia cho 11 là sạc đầy là khoảng 8 tiếng. Các bạn muốn tính là sạc bao nhiêu thời gian thì rất là đơn giản, đó là tính dung lượng chia cho khả năng sạc của bộ sạc. Đúng rồi. Tuy nhiên các bạn hãy nhớ rằng cái khả năng sạc của cái bộ này này nó không hẳn như thế đâu. Từ cái bộ pin, bách pin nào cũng có một cái hệ thống quản lý, và khi mà các bạn sạc từ 0 đến 10% ấy thì thời gian nó sẽ dài. Trong từ 10% đến 80% thì thời gian nó rất là nhanh. Và từ 80% đến 90% thì nó sẽ chậm lại. Và từ 90% đến 100% thì nó vô cùng chậm lại, vì lúc đấy nó vừa sạc. Để gì? Để bảo vệ cái bách pin cho nó khỏi nổ. Nó khỏi nổ, nó thẳng là khỏi nổ đó. Đúng. Và đó là lý do tại sao mà Samsung gì nhỉ? Galaxy Note gì đó mà được nó nổ pin đấy. Đó là lý do đó. Vì nó cái cục sạc nó nhanh quá. Nhanh quá nó chịu không nổi nó nổ. Đấy. Đó. Rồi, ở trên cái xe này thì chúng ta sẽ thấy đó là có một số thứ quen thuộc, ví dụ như là chỗ đổ nước rửa kính là quen thuộc. Vẫn bình thường. Vẫn bình thường, vẫn phải rửa kính. Dầu thắng, dầu trợ lực. Đúng rồi. Đó, thì đó là những chi tiết mà trên xe xăng các bạn sẽ gặp. Còn trên xe điện thì không có. Và có thể mở cái này ra. Mở cái này ra cho mọi người bất ngờ. Tại vì mình cũng mới bất ngờ xong. Đúng rồi. Rồi, mở ra, rồi. Rồi, không biết là cái gì luôn. Xong phim. Thực ra là không biết cái gì, đấy là Tiến không biết thôi. Còn đâu, anh cũng giới thiệu cho Tiến, đây là bộ inverter. Bộ inverter là gì? Bộ inverter này là bộ để điều khiển cái motor nó chạy nhanh, chạy chậm, chạy như thế nào. Đây là do cái này. Thì bộ inverter này được lấy điện từ ở cái bách pin ở phía dưới gầm xe kia đưa lên đây. Đây là cổng vào của inverter. Sau đấy thì qua inverter, thì inverter này nó sẽ điều khiển cái motor đấy chạy nhanh, chạy chậm là do cái ý của em cho cái chân ga. Đó, đây là inverter. Còn em vừa nói rồi đấy, đây là cái dầu thủy lực thắng. Dầu thủy lực thắng. Còn đây là hai cái trụ phục nè. Đây là hai trụ phục hơi. Hai trụ phục hơi. Và cũng giới thiệu với mọi người luôn là cái phục của xe này rất đặc biệt, đó là bộ phục hơi này có 3 buồng và nó sẽ can thiệp điện tử tùy theo cái tình trạng mặt đường. Đúng. Có nghĩa là khi chúng ta chạy tình trạng mặt đường thế nào thì nó sẽ can thiệp, và ngoài ra thì khi tùy theo tốc độ nó có thể khiến cho cái xe này thấp đi nếu chúng ta đi nhanh. Đúng. Và đi chậm nó sẽ cao lên, và biên độ chênh lệch nó lên tới hình như 4.1 cm. Chính xác. 4.1 cm. Thêm một cái nữa thì cái cao thấp chênh lệch như thế nó nằm ở cái phục hơi thôi. Còn cái hệ thống treo của này nó là treo tay đồn kép, và đặc biệt là tất cả nó đều sử dụng đó là hợp kim nhôm. Wow. 5 điểm. Xịn dữ ta. Trên xe điện thì nó sẽ có nhiều thứ khác hơn xe xăng. Nói chung là nó sẽ khác. Rồi, xong một cái hộp, bây giờ mình sẽ đóng lại. Đóng lại, đúng không? Ừ, cứ tới đâu mình đóng lại cái đó. Rồi, khi đóng lại thì chúng ta sẽ thấy trước đây là một cái dàn đầu đèn rất khác biệt ở chỗ, đó là chúng ta sẽ không có cái lưới tản nhiệt. Đúng rồi. Tại vì nó không có nhu cầu tản nhiệt cho intercooler hay là két nước như là xe xăng. Nó sẽ có một cái két nước, Tiến ạ. Cái két nước này nó sẽ sử dụng để làm mát cho động cơ và inverter. Và cái em có nhìn thấy ở bên này ngay ở dưới đây này. Dạ. Đó. Là cái két nước để làm mát cho intercooler và
cái inverter và động cơ. Ngoài ra thì trên cái xe e-tron này còn một cái điểm đặc biệt nữa là nó sẽ làm mát cái plug pin bằng một cái hệ hoàn lưu, bằng lốc điều hòa. Bằng lốc điều hòa. Bằng lốc điều hòa luôn, tức là nếu như nóng quá thì điều hòa sẽ đi phải can thiệp luôn. Chia sẻ cái lượng. Nó cái lốc điều hòa đấy nó sẽ một phần để làm mát cái plug pin và một phần làm mát cái khoang hành khách. Em có thấy ở dưới này nó có một cái dàn này không? Dạ, cái dàn này thì theo như em biết á, là tại vì hồi xưa em đã từng bị người ta chọc rồi à. Một người đi xe Audi, họ chỉ cho mình, chỗ này và họ nói là lúc trên cái xe A8 ấy, thì mình nói là à đây là cái đèn sương mù, nhưng mà không phải. Đúng. Nó là cái radar của chiếc Audi, hệ thống radar và để hỗ trợ lái của Audi. Tuy nhiên xe này thì không có, xe này thì không có, cho nhưng nên bản sau thì sẽ có. Chiếc này thì những lỗ này là lỗ chờ, lỗ chờ nếu như có thì gắn vào. Chính xác. À, ai muốn gắn thì chúng ta mua về chúng ta tự gắn cũng được. Cái này nó là nó có cả là lidar và các thứ nhá. Rồi trên đây là hệ thống đèn. Đúng. Em có đọc được cái chữ gì ở trên đấy không? Laser light. Đó. Là đèn này là đèn laser, nói tiếng Việt là đèn laser đấy. Laser. Nếu mà nói về công nghệ đèn thì hiện nay đèn laser đang là cái công nghệ đèn tiên tiến bậc nhất bây giờ. Nó có cường độ chiếu sáng xa và chính xác nhất. Dạ. Đương nhiên nó cũng đắt nhá. Tuy nhiên quảng cáo nó chỉ là quảng cáo. Hiện nay Trung Quốc làm đèn laser rất nhiều và độ lên rất nhiều xe đang bán ở tại Việt Nam. Thì không biết là cái việc đó nó có giống cái đèn laser này không thì chúng ta lại phải thử. Hiện nay chúng ta đang chưa có cơ hội để thử. Dạ. Hôm nào anh em mình mua nhé. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy ở dưới đây có một cái hốc gió, thì cái hốc gió này có nhiệm vụ. Trên cái xe này không có cái gì gọi là như thường cả. Đúng. Đó, cái hốc gió này sẽ có nhiệm vụ làm mát cái vỏ xe. Thì ngoài ra thì nó sẽ khiến cho cái luồng không khí trong đây nó có một cái luồng, nó xoáy. Xoáy. Nó xoáy và nó sẽ đưa ra một cái lỗ gió ra phía sau này. Đó. Nó tạo ra một cái luồng xoáy để nó làm mát cả mặt lốp và cả cái hệ thống phanh. Tại vì chiếc xe này nó có thể chạy được lên tới tốc độ 245 km/h, cho nên là cái chuyện làm mát là rất là quan trọng. Ngoài ra thì ngoài chuyện là chạy tốc độ cao ra thì khả năng tăng tốc của nó là bao nhiêu anh nhỉ? 4,1 giây trên một lên đến 100 km/h. 4,1 giây để tăng tốc từ 0 lên 100. Và chiếc bán tải của mình tăng tốc từ 0 lên 100 mất hình như 13 giây. À. 13 giây. À. Đó. Rồi chúng ta sẽ đi nói nôm nó gọi là chất 50 cột điện. Rồi chúng ta sẽ tới tiếp theo, bên đây lại có một cổng sạc nữa. Và tại sao lại có cái cổng sạc này? Anh Thắng giải thích. Thực ra cái cổng sạc này thì các bạn có thể hiểu được rằng là đó là cái sự tiện ích cho việc sạc. Tại sao lại như vậy? Bởi vì thế này, các bạn hãy nhớ rằng khi một cái trụ sạc nó có một cái đoạn dây cố định, cái dây đấy nó chỉ dài tầm khoảng 6 mét. Hãy nhớ là nếu tính ra tiền Việt thì mỗi 1 mét dây sạc DC cho cái trụ sạc DC ấy, nó tính vào khoảng 5 triệu. 5 triệu một mét. 5 triệu hay là 50 triệu nhỉ? 50 triệu thì đúng hơn là 5. Đó. 50 triệu một mét. Một cái mét dây sạc đó. Có nghĩa là nó rất là mắc. Chính vì vậy mà cái độ dài của dây sạc nó cũng hạn chế rất nhiều. Và vì vậy thì nó sẽ bố trí cả hai cổng sạc hai bên. Cổng sạc bên này thì các bạn có thể nhìn thấy nó hơi khác biệt so với cổng sạc bên kia. Đó là cổng sạc này gọi là cổng sạc DC. Là sạc điện nhanh. Một chiều. Đúng. Và hiện nay thì theo như quảng cáo của Audi Việt Nam thì hiện nay Audi Việt Nam đã trang bị cái trạm sạc là siêu sạc 180kW tại Việt Nam. Và nếu vậy thì chỉ cần khoảng 20 phút là từ khoảng 20% đến 80% bạn có thể sạc đây đến 80%, bởi vì bạn cũng chỉ nên sạc đến 80% đến 85% là cùng. Bởi vì tại sao? Nếu mà theo các nhà sản xuất họ khuyên dùng ấy thì chỉ nên sạc pin đến cái ngưỡng đó thôi, thì pin nó vừa bền mà nó vừa nhanh. Còn nếu bạn cố sạc đến 100% ấy thì lúc đó thì cái thời gian sạc nó bị kéo dài rất là lâu, và hai nữa cái pin nó sẽ nhanh bị chai hơn. À, cái pin điện thoại có giống vậy không anh? Pin điện cũng vậy thôi mà em. Vậy tức là tối nay các bạn chưa mua được xe thì cái điện thoại của bạn về sạc cái 80 thôi. 80% rút ra. Nhưng mà tuyệt đối không, đối với xe điện thoại Samsung là phải sạc tới 100%.
cho nó đổ à? Không, tại vì xe cái 80 không đủ xài. Rồi, và mình đang ở phía sau cái xe này thì có một cái điểm đó là ở trên xe e-tron mà phiên bản nước ngoài. Nói chung đây là một cái tùy chọn. Chúng ta có thể chọn bánh sau mà có thể lái được luôn. Cái cơ cấu đấy đó là khi em đi chậm ấy, thì cái bánh xe này nó sẽ đánh ngược. Đánh ngược so với bánh trước. Để làm gì? Để cái bán kính quay đầu nó sẽ thu hẹp lại. Hoặc là bánh vòng cua nó thu hẹp lại. Nhưng nếu em chạy đến một cái tốc độ đủ cao, đủ lớn thì nó lại đánh song song với cái, và nó chênh với cái góc lái kia khoảng 1-2 độ gì đó, thì lúc đấy thì bạn ôm cua nó sẽ ngọt hơn và an toàn hơn, an toàn hơn. Không bị in oversteer cũng như là understeer. Rồi thì mình cũng đã từng ngồi thử chiếc Taycan, anh Thắng cũng ngồi chiếc Taycan, thì bây giờ anh thử anh ngồi anh lọc thỏm vô coi anh có thấy cái gì khác không. Rồi anh thấy sao so với chiếc Taycan khi ngồi vô? Thực ra anh có cảm giác là cái chiếc e-tron này nó ra vào xe nó dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn và ngồi nó cũng thoải mái hơn chiếc Taycan ở hàng ghế sau một chút. Tôi nghĩ ra là vào hơn, nó thoải mái hơn là gì, là cái độ vòng này này nó mở được rộng hơn, cho nên khi ra vào dễ hơn. Ở chiếc Taycan thì mọi người có thể thấy rằng ở dưới cái chân này là Porsche họ đã đào một cái hố sâu hơn để cái chân này có thể đạt được sâu hơn, và từ đó thì cái hạng được cái trọng tâm này ngồi thấp hơn, và như vậy thì họ có cái khoảng không ở trên đầu tốt hơn. Tuy nhiên thì tại sao lại vậy? Bởi vì tổng thể của chiếc xe Taycan có thể nó sẽ thấp hơn chiếc e-tron GT này một chút, và cái không gian đấy nó cũng khiến cho họ phải tối ưu cái thiết kế để có cái không gian tốt. Và khi nhìn vào cái cửa này thì mình sẽ thấy đó là cái chi tiết cửa được ốp bằng Alcantara nhỉ? Đúng, cái này Alcantara. Nhìn xịn. Rồi đã tay. Đã, đúng không? Nhất là đối với những người mà mồ hôi tây như em thì em rất là thích lau mồ hôi tây vô cái Alcantara này. Nhân cái gì em đang sờ ở đây thì em có thể nhìn thấy chữ này, thì là chữ gì không? Chữ gì? Xa quá. Bang and À, loa B&O. Loa của B&O. Xịn đấy. Xịn đấy. Và cái xe này á, ngoài cái dàn loa ra nó còn cái này rất là hay luôn nè mọi người. Rồi, vô. Anh phải ra ngoài, anh phải ra ngoài cái mic nó mới thu được. Phải một người ra, một người ra. Tiếng ngồi ở trong không biết có nghe rõ không? Em có nghe. Mà anh ngồi ở ngoài, anh đứng ở ngoài, anh đóng vai trò là một người đi bộ chẳng hạn. Thì anh nghe rất rõ. Đây là một chiếc xe đang nổ máy. Chiếc xe đang nổ máy đàng hoàng. Anh nghe thấy cái tiếng cơ khí gì không? Tại vì em mới từ D về N á. Nè, có. D nè. Nó có cái cạch, lạch, như kiểu vào số ấy. Cái gì ấy nhỉ? Cái tiếng gì ấy? Nó là cái tiếng như tiếng vào số em ạ. À. Đó, về N nè. Không rõ là cái tiếng gì nhưng mà khi mà mình vào đê nổ máy lên và ra khỏi chế độ P á thì nó có cái tiếng e ngoài giống như tiếng ga gì đó. 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 Rất là lạ lắm ha. Thực ra câu chuyện chúng ta phải nói chuyện với nhau. À, khi mà chuyển qua chế độ dynamic thì tiếng ở ngoài nó to hơn nên. Đúng rồi. Nè. Em có thể tơ tầng vào đây được đấy. Comfort nè. Dynamic nè. Và Nâng hạ gầm. Chưa là nghe thấy cái tiếng ở ngoài. Nhân cái việc mà em đang làm cái việc này, em có thể cảm nhận được cái màn hình này của cái xe Audi này nè. Tuyệt vời, phản hồi rất là tuyệt vời. Nó nhạy nhá. Nhưng mà em không phải em bấm vào một cái vô hồn đâu. Dạ, nó có cái cảm giác. Nó có cảm giác nó nảy ở cái tay ấy. Nảy ở cái tay nó mới ăn. Không, thật ra thì cái này trên xe A7-8 hay là A56 có hết. Rất nhiều xe không có cái cảm giác như thế, kể cả mẹt. Đúng rồi. Rồi, như mình đã nói thì cái cảm ứng của cái xe này là đụng vào nó hơi rung cái tay nhẹ. Và nó có cái tiếng phản hồi nữa. Hay lắm.
chung là sướng, sướng cảm giác nó giống như là một cái phím cứng chứ không phải là cái xe này được cái là khi chúng ta để cho nó có âm thanh ở ngoài thì chúng ta sẽ không có sợ nó hết hết xăng. Không có sợ hết xăng. Light and Vision nè, Ethereal Lighting. Nói chung là đây là những cái điều chỉnh function của xe. Và mình sẽ giới thiệu về cái màn hình, anh cứ dọc tiếp đi ha, em sẽ quay cái phần này. Đây là cái màn hình trung tâm. À không, đây là gọi là gì ta? Đúng rồi, màn hình trung tâm đây. Không, cái này gọi là cluster, tiếng Anh là cluster. Thì ở cái cluster này thì ở đời cũ của Audi thì họ gọi là cái gì anh nhỉ? V2 cockpit. V2 cockpit. Thì trên cái phiên bản e-tron này thì nó vẫn là visual cockpit mà nó bởi vẫn... vì bản chất nó là một cái màn hình kỹ thuật số. Dạ, nhưng mà khi em bấm vào view thì nó không thay đổi nhiều như là trên cái nó sẽ có đấy em đây là nguyên một cái bản đồ nè mọi người. Và bản đồ này đang chỉ chúng ta tới chỗ này là Audi Sài Gòn mới, nằm ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Đây đường Tây Thạnh nè, các bạn thấy không? Đó, đây là mình đang ở Audi Sài Gòn chỗ mới nhất, Tân Bình, Audi Tân Bình. Một cái trung tâm bao nhiêu ngàn mét vuông anh nhỉ? 6.000 mét vuông. 6.000 mét vuông, chi phí đầu tư lên tới 6 triệu đô la. Đúng rồi. Để làm ra cái trung tâm này. Và ở đây chúng ta sẽ có đầy đủ các service bảo dưỡng. Đặc biệt đây sẽ là cái nơi hiện đại nhất của Audi và trang bị nhiều cái thiết bị nhất để phục vụ cho việc bán và trải nghiệm những xe điện. Rồi, về cái màn hình V2 cockpit thì các bạn có thể về nghiên cứu thêm trên YouTube, tại vì trên này nó có rất là nhiều thông số. Từ đây là 329 km là cái lượng pin còn lại để chúng ta di chuyển nè. À, cái phần cái thanh pin á, power, thanh power thì nó cũng không thể hiện cái dung lượng. Không có thể hiện dung lượng một cách kỹ, tại vì để thể hiện kỹ thì như hồi trước mình có review một cái xe điện, đó là chiếc xe VinFast, thì khi nó thể hiện bao nhiêu phần trăm là tâm lý. Không phải cái đó đâu em, cái này đấy là cái phần trăm power à, đây mới là pin này, đây mới là pin à. Nhưng mà nó chỉ để cái thanh thôi chứ nó không báo số đấy, 100% đâu. Nhưng mà nó không có rơi, thí dụ cái này còn chín mấy nó không ghi. Ừ, đó. Thì khi mà nó ghi thì mình sẽ bị tâm lý sợ giống như xài điện thoại vậy đó. Nhưng mà Tiến có thấy một cái gì nó hơi lạ, nó hơi khác so với những chiếc xe điện mà em đã từng, đặc biệt ngày xưa em đã sở hữu một chiếc Tesla mà. Em thấy cái gì khác biệt không? Cái khác đó, đầu tiên đó là bước vào đây thì thấy đây là một cái xe không có bị gì là gọi là lạ lẫm cả. Nó là một chiếc xe Audi. Nó là cái xe Audi, bước vô là biết xài liền. Có nghĩa là em không bị một cái cảm giác lạ, hoặc là em không phải cái mất một cái thời gian làm quen với nó. Bởi vì nó đã thân thuộc như một chiếc Audi. Nếu bạn đã từng sở hữu một chiếc xe Audi thì bạn bước lên một chiếc e-tron A7, A8 hay A4 như nhau, về cảm giác. Đúng không? Không có khác biệt. Thực ra thì đây cũng là đúng, tại vì các bạn cũng biết rồi, các hãng xe họ tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu hành vi sử dụng để tạo ra một chiếc xe đầy đủ ergonomic, công thái học. Vậy tại sao phải bỏ hết tất cả để cho một cái... để chọn ra một cái lối đi khác. Lối đi khác, đúng không? Đúng không? Trong khi đó cái lối đi này là lối đi cả trăm năm nay rất phù hợp rồi. Các bạn nên... họ đã có fan. Đúng rồi. Họ đã có fan của họ. Thực ra thì nếu như các bạn mua một cái xe mà nguyên một cái màn hình như chiếc Tesla, như mình là một người không phải là gọi là gà về xe, cũng khá là rành, nhưng mà mình mất một buổi để mò khủng khiếp. Và khi chúng ta lái xe mà cái màn hình này nó chứa tất cả mọi thứ chúng ta cần thì chúng ta sẽ phím cứng đâu, khi đang lái xe chúng ta sẽ cần phím cứng đó cũng là một để cái để cho truy cập cho nhanh, cho kỳ nhanh. Và ở đây là không có. Còn khi mà em chạy một chiếc xe được thể hiện, được giao tiếp như thế này thì em sẽ cảm nhận rằng nó không bị bất kỳ một cái bất cập gì cả. Em rất dễ làm quen, đúng không? Dạ, đúng rồi, rất dễ làm quen. Và bên trên này là một cái tấm kính nha. Một cái tấm kính đúng, từ trước ra sau luôn mọi người. Nó là siêu panorama luôn. Nhưng tuy nhiên em có thể nhìn thấy đây không phải cửa sổ trời nha. Đây là tấm kính luôn. Và đây cũng không có cái rèm để che nó vào nó đâu. Chính vì vậy mà ở Việt Nam là cũng mệt đấy. Không, thực ra thì Tesla nó cũng vậy mà. Đúng rồi. Mệt thì mệt chung.
mệt thì mệt chung. Lúc đấy anh em mình lại cũng quạt đúng không? Thì để mà cái tấm kính này các bạn đỡ nóng hơn nếu các bạn có tiền mua cái xe này. Lại Kunela à? Kunela giới thiệu dùm thằng em. Thằng bạn giới thiệu dùm thằng em anh. Thằng em anh nhưng mà bạn em. Đó là các bạn hãy đi dán phim Kunela cho cái phim, cho cái tấm kính này thì các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhớ là dán độ xuyên sáng 10% thì nó sẽ mát nhất. Đúng rồi. Mình mới quảng cáo đúng không anh? Còn lấy tiền không? Để tí nữa đi về làm việc lại với bạn Tâm để mà lấy tiền. Rồi ok, về cái không gian nội thất của chiếc xe này chúng ta sẽ thấy nó rất quen thuộc tại vì nó là Audi. Nó rõ ràng là một chiếc xe Audi và khi ngồi vào thì toàn bộ cái phần cabin này nó sẽ hướng vào cái người lái. Đúng. Hướng toàn bộ vào người lái và ở vị trí này là mình cảm thấy mọi thứ nằm trong tầm tay của mình. Các bạn có thấy là tất cả mọi thứ trong cái tầm tay của mình và tay mình là tay của người Việt Nam. Nhưng mà để vô là ngon luôn. Với tí xíu để mở cái hộp ha. Đúng rồi. Hơi với tí xíu thôi. Và chỗ này nó rộng rộng này có khi kiểu đấy, ngon. Ngon. Chuẩn. Trong yêu thế đúng không? Vừa phải luôn, chuẩn bài luôn. Đúng. Đây chúng ta sẽ có một cái hộp để đồ. Và hai cổng USB-C. Hộp này thì để nó cho... đều là tai xì hết nha em nha. Để cho vui. Đó. Cái này cái gì đây? À có một cái kẹp, thôi kệ đi, bỏ qua. Chi tiết này nhỏ, bỏ qua. Và một điểm rất quan trọng khi đi xe điện đó là khi chúng ta ra khỏi xe chúng ta phải về P. Bởi vì sao? Xe điện nó rất là êm. Các bạn sẽ rất dễ quên là xe nó đang hoạt động, đang trong tình trạng có thể hoạt động hay là đang dừng lại. Đúng rồi, rất rủi ro. Đó, rồi khi các bạn bấm P thì các bạn sẽ thấy là tiếng nó cài phanh tay rồi nó không còn trợ lực vô lăng, thậm chí là cái loa để phát ra âm thanh cũng không có. Đó. Thực ra là thế này, các bạn phải hiểu rằng ở một số thị trường, ở một số thị trường thì cái việc xe điện, các chính phủ của các nước là yêu cầu xe điện phải có một tiếng giả lập để cảnh báo cho những người đi bộ biết rằng bên cạnh bạn đang có một chiếc xe hơi đi đến. Tuy nhiên chúng ta đang ở Việt Nam thì cái tiếng này nó không xi nhê về cái gì cái tiếng của xe chở nước đá cả. Đúng rồi. Cái tiếng này không có xi nhê cái tiếng xe chở nước đá cả, cho nên là các bạn cứ yên tâm. Không có cái việc này. Nhưng mà để thể hiện đây là một phiên bản nhập khẩu từ Đức về và xe này phục vụ cho thị trường châu Âu. Đúng. Cho nên nó được tích hợp rất đầy đủ những việc đó. Nhưng ở Việt Nam thì cái số các bạn cũng đã biết rồi đó, số lượng người đi bộ gần như không có. Và cái tiếng xe của xe này nó sẽ êm hơn cái tiếng xe máy. Đúng rồi, và thêm một cái nữa thì chúng ta còn nghe thấy tiếng còi, tiếng chửi nhau, tiếng quát tháo và rất nhiều những tiếng khác tạp âm. Và cái tiếng này là một cái tiếng nhỏ nhất trong từng tiếng. Đúng rồi, nhỏ nhất. Ok, chúng ta sẽ bước ra ngoài chiếc xe này đi, nóng quá. Và ở đây chúng ta sẽ có hai cái cửa này là cái cửa kính không viền. Đây, các bạn sẽ thấy, mở ra. Đó, không có viền. Thực ra cái cửa kính không viền trong cái xe nó cũng sexy hơn, đẹp hơn. Nó sexy nhất là khi chúng ta bấm hết cửa nhìn thôi. Trông còn sexy không? Nó giống là một chiếc xe xe môi trần ấy. Đúng rồi. Đó. Và nhiều người thắc mắc với mình đó là cái cửa kính không viền này nó sẽ hoạt động như thế nào. Thì đây, cho các bạn xem kỹ. Nè, khi chúng ta đóng lại nè, nó sẽ đẩy cái kính lên. Mình sẽ đánh dấu đi cho các bạn dễ thấy nè. Nè, các bạn thấy không? Nó giật xuống nè. Đẩy lên nè. Giật xuống nè. Và nó, nguyên tắc đó là nó sẽ nhanh hơn cái tay của bạn. tuy nhiên là nó sẽ kéo dài được 10 năm không nhỉ? Cái chuyện mà nhanh hơn cái tay của mình. Thực ra thì cái câu chuyện này hay không nó còn tùy thuộc rất nhiều về quá trình sử dụng em ạ. Bởi vì bản chất nếu mà em sử dụng ở một cái môi trường như môi trường châu Âu nó rất là ít bụi, ít trở ngại thì cái này nó sẽ không bị kẹt, có thể cả đời nó sẽ không bị làm sao cả. Nhưng có thể nếu mà em đem đi cái xe này đi off-road ở Việt Nam một lần, hoặc là em vì một tình huống nào đó em đi vào một cái bùn lầy mà nó bắn lên đây xong bắt đầu ở bụi bẩn đất đá nó kẹt vào thì có khi nó chỉ một năm thôi dạ. Bảo hành rồi. Rồi chúng ta sẽ nhìn vào bộ bánh mâm thì ở đây chúng ta sẽ thấy là đây là bộ bánh mâm 20 inch 285 40 rồi 20 và tất cả những chi tiết trên này không phải là làm cho vui nha mọi người, không phải làm cho vui
đây những cái tấm ốp này, y có chấu trầy rồi nè anh. Thì cái chỗ này họ làm để một cái lý do gì đó về khí động học đúng không anh? Đúng rồi, cái này thì nó để nó giảm cái lực cản của không khí, khiến cho, bởi vì tại sao lại làm như vậy, đến mình hiểu không? Bởi vì nếu mà với một chiếc xe xăng ấy, việc mà em đổ xăng nó rất là nhanh và thuận tiện thì em sẽ không quan tâm nhiều đến việc mà tiêu hao bao nhiêu. Nhưng với một chiếc xe năng lượng mới, xe chạy điện như này thì cái lượng điện ở trong quách pin ấy nó là hữu hạn, và nó người ta sẽ tìm mọi cách để làm cái hệ thống cản gió nó thấp nhất. Và đây là chiếc xe rất đặc biệt. Và đây là một chiếc xe rất đặc biệt khi hệ số cản gió của nó chỉ là 0,24. Ui. 0,24. Có nghĩa là nếu mà nói hơi quá một tí, nó có thể bon được anh em mình cầm cái tay đẩy nhẹ ra nó quay. Dạ. Đúng không? 0,24, hệ số cản gió rất là thấp. Rất là thấp. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ qua một cái cốp. Các bạn sẽ thấy đó là chiếc xe này là một chiếc xe có hơi hướng tí xíu thể thao. Nhưng cái cốp này là cái cốp gia đình. Đúng rồi. Cái cốp gia đình rất là lớn. Mình lấy ví dụ cũng như mọi khi. Ừ. Này, chui vào đúng không? Đúng rồi. Ví dụ. Nè, vừa nguyên cái chân mình luôn nè. Ê anh, như vậy để vừa bộ gốc không anh? Anh nghĩ là một nếu mà để chéo thì để đờ vừa bộ. Nè, nguyên cái chân em tới cái lưng em vừa luôn nè. Chính xác. Có khi vừa bộ gốc ấy. Đó, thì cái cốp này cho các bạn thấy về không gian. Mình có thể ngủ ở đây được luôn. Thật, mình ngủ được luôn ấy. Rất là rộng rãi ha. Rất là rộng rãi. Rất rộng rãi. Tuy nhiên thì em có thể nhìn thấy cái cốp này nó có những cái đặc tính như thế này. Ở đây em có thể chỉ mở được cái này ấy. Và ở đây nó có một cái hộp để đồ nhỏ như thế này. Hiểu không? Dạ. Chúng ta sẽ không mở được một cái tầng nữa đâu. Bởi vì ở dưới cái cốp này là nó sẽ là một cái bộ phận cho của cái bộ pin, bắc pin của bắc pin. Nó gồ lên, bởi em nhìn cái xe này ở đằng sau, hàng sau ấy, nó có một cái gồ lên này. Nó cũng tương đối giống như cái Tesla, Tesla. Nhiều người thắc mắc đó là xe điện thì có an toàn khi sử dụng không, bởi vì lỡ mà tai nạn mà đụng vô cái bộ pin thì xin thưa các bạn, đó là rất là khó chạm được tới bộ pin. Cực khó lắm. Khó. Thứ nhất là bộ pin này nó nằm ở giữa một cái khung xe, một cái body xe, và nó lại nằm ở vị trí thấp nữa. Hai nữa, ngoài cái việc nó được bảo vệ bởi cái khung xe này thì nó lại bảo vệ bằng một cái khung nhôm đúc đúng cực rồi. Kỳ dày, cho nên cái việc mà để ảnh hưởng đến cái việc cháy nổ cái pin là vô cùng hạn hữu. Thực ra thì cái bình xăng nó còn dễ hơn. Đúng rồi. Cho nên là cái chuyện đó là không cần phải lo. Thật ra cái clip này là mình muốn giải thích rất là nhiều vấn đề thắc mắc của mọi người về xe điện. Đúng rồi. Đó, nhiều người cứ nói xe điện sẽ không an toàn. Không an toàn nếu như chúng ta thiết kế nó sai, sử dụng nó sai. Đúng. Đó. Tuy nhiên thì với những cái xe này thì họ đã tính toán rất lâu rồi mới đưa ra thị trường, đạt đủ các tiêu chuẩn an toàn rồi, thì việc sử dụng xe điện là cái tương lai mà không thể tranh cãi. Không thể tranh cãi và nó rất là gần. Một cái thông tin này thì anh bật mí cho Tiến với các bạn biết là gì. Audi AG, Audi toàn cầu có công bố rằng đến năm 2025 họ sẽ không ra mắt những mẫu xe xăng, và đến năm 2030 họ dừng tất cả hoàn toàn sản xuất xe xăng và chỉ làm xe điện. Đấy. Thời gian là không giờ. Không lâu nữa đâu. Còn 3 năm. À chưa tới 3 năm. Chưa tới 3 năm thì sẽ không ra mắt xe xăng, nhưng trong 2025 đến 2030 thì họ vẫn sản xuất những cái mẫu xe xăng cuối cùng của vòng đời, và đến năm 2030 họ dừng hoàn toàn và chỉ làm xe điện mà thôi. Rồi nãy giờ chúng ta đã nói về phần đầu cửa, và bây giờ chúng ta anh lấy cái tay ra để mình đóng cái cốp lại cho mọi người xem cái đuôi xe. Và các bạn cái cốp này nó đóng nó cũng tử tế ạ. Nó rất là nhẹ nhàng. Không, cái này lấy sợt làm lâu rồi. Cái này lấy sợ làm lâu rồi. Đúng rồi, nhưng mà mẹt thì phịch cái cơ. Mẹt thì phịch cái, nhưng mà cái lấy sợ làm lâu rồi. Và trên xe này có một cái điểm đặc biệt nè, đây là cái cánh gió. Cánh gió này chạy bằng điện nha, điều khiển điện. Điều khiển điện, và nó sẽ tăng lực ép của cái lực downforce của cái xe xuống để giúp cái xe tăng độ bám đường khi đi tốc độ cao. Nếu các bạn đi tốc độ thấp thì có khi không cảm nhận được, nhưng mà tốc độ cao thì nó có thể tăng độ bám đường lên tới vài trăm ký là bình thường đúng không? Tuy nhiên cái việc ở trên thì nó có cái này, nhưng mà phải ở dưới thì các bạn có thể thấy là cái gọi là cái khuếch tán khí động. Đúng.
khi đây, mà có tăng khí động một cái tốc độ nhanh ấy, thì cái luồng gió ở phía dưới gầm xe nó sẽ rất là mạnh và nó có cái xu hướng là nâng cái xe lên, giảm cái lực đau thoát đi và cái xe nó sẽ mất ổn định. Vậy thì cái cánh gió này nó sẽ khuếch tán cái gió ra một cách nhanh nhất và nó chia gió ra, đúng, và từ đó nó sẽ duy trì tính ổn định của xe này khi mà chạy tốc độ cao, bởi vì bản chất đây là một chiếc xe cũng là xe cũng hơi thể thao rồi đấy. Rồi ok, và để sở hữu chiếc Audi e-tron này chúng ta sẽ ví dụ như mình có 2 tỷ mình sẽ vay ngân hàng thêm 3 tỷ 2 nữa thì mới mua xe được. Vâng, đặc biệt đó là trong năm nay thì hình như xe Audi e-tron bán hết rồi đúng không? Hiện nay thì không còn hàng, hiện nay không còn hàng. Bật mí cho các bạn phiên bản Audi e-tron GT bản RS tương đương với cả Taycan Turbo sẽ được ra, sẽ được về Việt Nam vào tháng tới. À, trong tháng tới luôn. Tháng tới. Và mức giá, thì có biết mức giá của nó bao nhiêu không? 7 tỷ rưỡi. Không. Nhiều. Anh nghe nó chỉ có 6 tỷ 8 mà thôi. 6 tỷ 8. Ok, các bạn hãy nhớ để dành tiền để tháng sau mua Audi e-tron RS. GT. RS. Rồi, và mình là Lê Thượng Tiến, đây là anh Thắng XO, Nguyễn Mạnh Thắng đến từ Xe Việt Nam và Watch Car. Bye bye, nhớ subscribe kênh của chúng tôi nhé.